Dạ, Sunny Đòn xin chào anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Sunny Đòn. Trước mặt anh chị đó là dòng sông Sài Gòn hiền hòa. Và Sunny đang đứng ở khu vực bờ kè Lô S cư xá Thanh Đa anh chị. Và xa xa chúng ta quan sát kỹ để Sunny zoom lại đã. Đó là cái cầu Sài Gòn đó anh chị. Nếu mà chúng ta rẽ cái dòng sông Sài Gòn này thì nó có một cái dòng kênh để đi qua cầu Kinh Thanh Đa. Và rồi và đây là một cái nơi mà cũng có rất là nhiều kỷ niệm đối với Sunny. Khi mà lên Sài Gòn đi học thì ở đây là quán cà phê sông Trăng. Nhưng mà bây giờ thì hồi nãy Sunny có vào thì nó trở thành chia nhỏ cái mảnh đất đó ra thành rất là nhiều cái nhà hàng bia rồi câu lạc bộ hát với nhau vân vân và vân vân đó, nên chính vậy trong đó thì không còn những cảnh vật xưa nữa, nên Sunny cũng đành quay cái khúc dòng sông này. Và đây có một chiếc ghe lững lờ theo dòng nước. Khi mà quay cư xá Thanh Đa, khi mà quay khu vực Thanh Đa, bán đảo Thanh Đa thì có một số anh chị ngày xưa sống ở đây và có yêu cầu Sunny hãy lang thang ở chợ những cái lô, thì Sunny cũng rất là vui thực hiện cái clip này gửi anh chị và các bạn. Và chúng ta sẽ nhìn ngó cái bờ kè. Cái bờ kè này trước đây một năm thì Sunny đi thì họ đang làm anh chị, nhưng mà rất là vui khi mà quay lại đây thì họ đã làm xong rồi. Rồi chúng ta cùng lang thang rảo bước trên cái bờ kè mới này, và sau đó chúng ta nhìn lại những cái lô S của cư xá Thanh Đa phía trước mặt anh chị, đó là lô S. Rồi chúng ta cùng nhau đi với lại Sunny nha. Hy vọng rằng đây là một số hình ảnh gửi một số anh chị ngày xưa ở đây. Và những anh chị mà sống ở những cái quận khác thì có thể dựa vào cái clip này để coi cư xá Thanh Đa ngày hôm nay như thế nào. Khi mà vào đây thì mình cảm thấy rất là yên bình, tĩnh lặng. Đây là lô S đó anh chị. Hồi nãy Sunny đi từ tuốt đằng chợ đi vào đây, bắt đầu mình quay. Và cũng không quên, đối với cái view này, phía trước mặt là khu vực Thảo Điền quận 2. Khi mà chúng ta qua cầu Sài Gòn từ Văn Thánh đó anh chị, rẽ trái thì nó sẽ vào cái khu vực này. Và Thảo Điền quận 2 trở thành một cái khu dân cư cao cấp. Hôm nào thì Sunny sẽ lang thang ở mé bên đó để coi nó cao cấp nó như thế nào. Nhà cửa, biệt thự, chung cư mọc ra đầy hết. Ngày xưa là anh chị nhớ đó là một bãi đất trống sình lầy anh chị. Bây giờ nó thay đổi rất là nhiều, rất 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 là nhiều khi mà chúng ta xâm nhập vào cái khu vực đó. Lia nhẹ để anh chị dòm ngó cập nhật cái sự thay đổi của bên Thảo Điền quận 2. Và nơi đây thì mình cũng có thể thấy cái tòa nhà Landmark 81 luôn anh chị, cái khu vực Wincom Central Park đó. Tối thì nó dạ đèn lên rất là đẹp. Rồi chúng ta lại tiếp tục nha. Sunny thường thường là quay nó ưa chậm chạp,
Nhưng mà chính vì cái đối tượng khán giả của Sunny là anh chị và người lớn tuổi nên vậy, những cái clear nhẹ nhẹ nó nhẹ nhàng hơn, đỡ chóng mặt hơn. Đây là Low S. Thì theo như Sunny uống nước thì Sunny chia sẻ anh uống nước đó, thì nó trời ơi thấy cũ kỹ như thế thì ở dưới thì cũng 2 tỷ mấy đó em. Lý do là họ có buôn bán kê ra ngoài, bán cà phê, bán quán ăn, còn ở trên thì khoảng 1 tỷ 2. Nhìn thấy cũ kỹ nhưng mà bên trong thì trang trí nội thất lại rất là đẹp. Sunny cái đó là có một cái ý anh bán nước chia sẻ, họ tưởng mình đi vào đây mình kiếm nhà mình mua, thì anh chia sẻ như thế. Bữa nay mình giá đô là khoảng thôi nha anh chị, khoảng 23.300 Việt Nam đồng. Thì giờ anh chị suy ra ở dưới đất là cỡ 2 tỷ 2, ở trên là khoảng 1 tỷ 2. Đó. Low S. Đối với những cái hàng cây này nó cũng rất là lâu rồi, không biết nó có lâu như thế nào nhưng mà nó có cũng khoảng mười mấy hai chục năm. Khi mà Sunny lên đây thì nó đã có nó rồi, lên đây đi học đã có rồi. Nhìn ngoài thì nó cũng xuống cấp nhiều anh chị ha. Đây mở một cái quán cà phê dựa vào bờ kè này, tối tối ra bờ kè này cũng rất là vui. Và xa xa chúng ta thấy một chiếc xà lan chở container. Rồi thôi chúng ta đi nha. Đây những điểm bán cà phê. Khu vực này rất là thư giãn. Cái cảnh này thì có tiền cảnh, hậu cảnh rất là đẹp. Zoom lại để anh chị thấy cái góc cảnh này thì nó dễ dàng hơn. Nhìn góc phố của Sài Gòn, những làn gió mát của dòng sông Thanh Tha thổi vào. Hy vọng rằng một số anh chị ở Low S nhìn lại cái Low S của mình. Bây giờ Sunny sẽ đi một vòng nha anh chị. Theo Sunny nghĩ thì sau này, nghĩ thôi nha anh chị, sau này có thể là bờ kè nó thì dọc bán đảo Thanh Đa này luôn. Nếu mà bán đảo Thanh Đa nó có bờ kè như thế này thì rất là đẹp. Ở đây là mình chúng ta sẽ đi về cái hướng chợ Thanh Đa, ngã tư Thanh Đa. Khi mà tới ngã tư đó, mé trái thì chúng ta lên cầu Kinh, mé phải chúng ta về Bình Quới, Bến Đò để đi Thủ Đức đó anh chị. Sunny cũng có quay một cái clip gửi anh chị rồi ở khu vực đó. Này cái hướng đi ra chợ nè. Giờ Sunny sẽ lang thang vào một cái cư xá nào khác, cái lô khác để anh chị cập nhật hình ảnh thôi. Đây có một cái công viên lô S, ở đây là lô gì đây, mình sẽ đi vào đây. Một tí nữa đứng trên cầu Kinh đi ven theo cái công viên bờ kè dọc cầu Kinh anh chị ha. Low S Thanh Đa, giờ mình sẽ đi thẳng. Dân cư mấy sao thì thấy nó yên bình lắm anh chị, nhẹ nhàng yên bình. Và ở đây có một cái công viên rất lớn nè,
Thanh Đa này được con cái là mình ở đây cảm thấy nó thoải mái, nhẹ nhàng đó, không có ồn ào. Để coi cái này địa chỉ lô mấy ta. À, lô B anh chị, B, à, B phở đó. Tại ở ngoài, thường thường cái chữ lô á, cái chữ đó nó ở phía ngoài nhưng mấy cây nó che rồi, trên đây không thấy rõ. Nhìn cái góc này. Lô Pi đó, à, ở phía dưới thì người ta cơi nới đi, à, ra à, thêm để có thể là kinh doanh mua bán. Ở trên thì à, bên hông nó có những cầu thang để đi lên. Và để ý rất là hay, à, mỗi cái cụm cư xá thì nó có một cái bồn nước để cung cấp nước à, cho cái khu dân cư này. Rồi, chúng ta chuẩn bị hết lô B rồi. Giờ sẽ đi chắc quẹo phải để mình ra một cái khu khác. Bên kia cũng có một lô nữa cả. Quá trời lô. À, đối với khu vực này thì Sunny thấy có rất là nhiều trường học, nhưng mà Sunny chỉ nhớ trường học Cù Chính Lan thôi. Mẹ bên lô số đó anh chị. Giờ mình đi vào trong đây anh chị ha, để coi cái lô này lô gì. Lô B má bên phải, má bên trái thì lô gì. Lô N. Giờ có một số người người ta lấy xe Honda ta chở đồ tao đi bán rau cải. Rất là lâu nó kéo dài ra kia thì không biết là đi như thế nào thôi. À, để chị hình dung thì chúng ta sẽ đi con cái lô B này bên mặt này anh chị ha. Rồi để anh chị hình dung thôi, hình dung ngày hôm nay nó như thế nào. Đây có những cái cầu thang đi lên nè. Quanh đây giờ có bán một cái bãi giữ xe, rồi bán cơm. Chú quay phim con. À, ở đây thì anh chị thấy đối với một số nhà phía trên họ cơi nới bằng cách là họ có những cái thép để làm cái lồng đưa ra để phơi đồ. Rồi, chúng ta lại đi ra cái khúc phía ngoài. Cái hướng hồi nãy xin đi quẹo vào kìa. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi ra. Đây một cái khu dân cư thôi, dân cư nhà sau này thôi anh chị. Rồi đi tới nữa chúng ta sẽ gặp nhiều cái lô khác nữa. À, khu vực này thì không biết nhìn ra cái lô hay không, tại hàng cây nó che rồi. Không quên là lê lại nó có những cái CVS, cửa hàng tiện lợi và những cái quán ăn. Đây có một cái lô nữa, không biết cái lô gì, nó che hết rồi anh chị. Cái hướng này mình đi ra chợ nè,
À, Logi. Ở khu vực này Logi nè. Đó. Ở đây có một cái công viên Sunny vòng vòng bờ kè, rồi sau đó Sunny đi vài cái lô để anh chị hình dung được cái cuộc sống của cư dân ngay chỗ cư xá Thanh Đa ngày hôm nay nó như thế nào. Đó, lô đó hàng cây. Rồi Sunny rảo bước vào cái công viên này. Sunny cũng xin rất là vui thực hiện được cái clip này gửi anh chị và các bạn. Hy vọng rằng anh chị các bạn thấy cuộc sống Thanh Đa, khu vực cư xá ngày hôm nay nó như thế nào. Anh chị có gì comment nha. Và cũng có những cái yêu cầu để Sunny biết xác định lô nào lô nào. Thì Sunny cũng có rất là nhiều yêu cầu rồi. Nhưng mà Sunny chỉ sức người có hạn nên xin đi đi vài lô anh chị yêu cầu trước, còn lô D nữa xin đi cũng chưa đi. Hy vọng rằng xin đi sẽ sắp xếp và đi tiếp tục theo những cái yêu cầu đó. Còn nếu anh chị mà không có ở khu vực này, nghe nói cư xá Thanh Đa ngày xưa thì dựa vào cái clip này cũng hình dung được Thanh Đa ngày hôm nay nó như thế. Rồi nhân đây cũng kính chúc anh chị có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip lang thang tiếp theo của Sunny Đoàn. Bye bye anh chị nha. Thân ái mến chào anh chị.